mùi rất là dễ chịu hả? Thơm gì, rất là thơm. Rất là thơm hả? Ok. Trời ơi, thấy không? Giờ hỏi các bạn mà có thích làm ở đây mà lâu dài mà nó thích thì tại sao mà hô là cái mùi dễ chịu, rất là thơm. Hai, trời ơi, cả nhà biết tám đồ đạn đang đâu không? Đang ở xưởng. Nguồn sao nóng. Đi, đi theo tám đồ đạn, dắt cả nhà bữa nay đi chơi một bữa. Chúc sức khỏe, lời đầu tiên gửi là chúc sức khỏe đến mọi người nha. Tên. Ở đây là cái phòng này, là cái phòng được gọi là cái phòng kỹ thuật ha. Rồi về những cái pha chế nguyên liệu dầu gội thảo mộc 8m nha cả nhà. Nghe ghê không? Bộ ba thần thánh gội ủ xả những cái kho nguyên liệu ha, kho thành phẩm. Rồi ở dưới kia là kho lạnh để lưu hương. Kho lạnh để lưu hương, kho lạnh được làm 24/24. Không có mà tắt máy lạnh. Còn ở đây bây giờ cả nhà hãy cùng với Sang đi vô chứng kiến cái khâu để màng pha chế nguyên liệu và chiết xuất nguyên liệu nha cả nhà. Đó, phải đi theo Sang. Nó qua rất là nhiều cửa, rất là sạch, đi vô trong này là mình phải khử trùng. Nhưng Sang phải vô đây khử trùng. Đây, mời cả nhà cùng theo Sang nha. Đứng ở đây. Rồi cả nhà ơi, bị ngoài vô cả nhà thấy rồi đúng không? Ở đây là bên đây phải của Sang, nó là cái khu mà chiết xuất thảo dược đó, khu chiết xuất thảo dược nha cả nhà. Đây là mình có mình đóng gói vô chai là các bạn thấy nè. Đó, vô chai tất cả mình thấy có di truyền. Các bạn này đóng chai đồ cũng như là vô những cái phần nắp cũng như là nguyên liệu dầu gội thảo mộc 8m của Sang thì theo cái di truyền sản xuất nó đúng theo cái chuẩn. Thì phần trên kia là vô nắp, còn phần này là chỉnh sửa lại cái đầu sao rồi cho nó cái đầu nắp nó cho nó chuẩn. Mỗi ngày mình làm đây hoài á, viết rồi mình thấy cảm giác sao, có thích làm đây không? Dạ thích làm. Là tại sao? Dạ vì cái mùi rất là dễ chịu. Mùi rất là dễ chịu hả? Rất là thơm hả? Ok. Trời ơi, thấy không? Giờ hỏi các bạn mà có thích làm ở đây mà lâu dài mà nó thích thì tại sao mà hô là cái mùi dễ chịu, rất là thơm. Đó, thì cái quy trình mà chiết rót rồi chạy ra đóng nắp rồi sau đó thì các bạn vô cái phần mà bọc nhựa này để chi, để làm cái màng co đó, cả nhà có thể thấy đây, nó là cái bọc nhựa này nó làm cái màng co nè. Cái màng co để chi, để bảo quản, để mà cho bên ngoài bảo quản, bên ngoài nó đừng có khi mà vận chuyển đi xa rồi á, nó cứ giữ được cái, cố định được cái nắp, nó không có xây, nó không có đổ ra đó. Từ khâu là chiết rót ha, khâu chiết rót như thế này rồi qua đóng nắp, chỉnh sửa lại nắp, rồi bạn này vô lại màng co, là quý vị cũng thấy rồi đó, nó rất là đơn giản nha, mà nó phải theo cái hệ thống quy trình. Bây giờ Sang mời cả nhà đi tiếp qua cái khu mà vô mà đóng gói, đóng gói vô bọc rồi đầy đủ, vô những cái thùng đầy đủ, rồi cả nhà cùng theo chân Sang để tiếp tục tham quan nha cả nhà. Ok, rồi qua cái khâu đóng gói nha cả nhà.
qua khâu đóng gói bây giờ đó, cả nhà thấy nè, cái dây chuyền đóng gói nè, vô cái màng co, mấy bạn sẽ vô cái màng co, sau đó rồi qua cái máy sấy, từ chỗ máy sấy là đưa xuống như này nè, bộ phận này là cái máy sấy đây nè, rồi đưa máy sấy để mà sấy cái màng co để nó cố định lại cái nắp chai đó, để cho nó chắc và khi mà vận chuyển nó không có bị gì cả. Thì như cả nhà cũng thấy nè, Sen đang cầm trên tay là bộ sản phẩm thảo dược 8 mét đó, chưa có vô màng co thì nó lại như vậy nha cả nhà, chưa vô màng co nó như vậy đây đó, chưa vô màng co là nó như vậy. Còn cái chai này nó chai sạch đây đó, còn bây giờ là khi mà vô màng co rồi á là nó sẽ như vậy đây, vô màng co rồi nó sẽ là như vậy đây đây đó, cái này là đã vô màng co rồi, chai sạch cũng vậy, đã vô màng co. Thì với cái dây chuyền mà sản xuất như vậy là bộ dầu gội thảo mộc 8 mét, thì qua cái khâu mà đóng gói đóng thùng nữa nè cả nhà đó, bây giờ đóng gói đóng thùng nữa nè cả nhà thấy nè, Sang cũng có là những cái thùng mà phân loại ra, đây là đã vô màng co rồi ha, à, phân loại ra chai dầu gội nè, chai sạch nè. À, thì rồi. Bây giờ cả nhà mình có thể thấy ha, Sang đang cầm trên tay cái bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này Sang đang cầm đây, dầu gội thảo mộc 8 mét, gồm có bộ ba thần thánh, đây là chai gội, chai ủ, chai xịt. Đó, thì khi mà Sang giao hàng đó, cái hàng đó, một cái set combo, cái hộp ở đây. Đây, cái hộp nằm trên này đây. Đó, cái hộp nằm trên đây, hộp set combo xịn sò luôn. Còn về giá đây, giá khuyến mãi luôn ở đây ha. Rồi còn về chương trình khuyến mãi tri ân những khách hàng thân thương đang chờ sản phẩm có hàng rồi, bắt đầu mới ra tiếp cái đợt 2 này, thì hổm dậy và khách hàng chờ quá lâu rồi, cho nên hình thử ra bây giờ là Sang phải là tri ân khách hàng bằng cách là mua một set combo có quà tặng nằm trên đây, nhớ nha cả nhà, xịn sò luôn, quà tặng trị giá gần 170.000 luôn đó, nhớ nha cả nhà. Thông tin liên hệ nha, có nằm ở bên dưới nha cả nhà. Đó, các bạn nhân viên đóng hàng nè rất là tỉ mỉ, mệt không? Không mệt à, làm ở đây với cỡ ngửi cái mùi xà bông này thấy sao? Dạ, thích lắm ạ. Thích lắm hả? Lý do làm sao thích? Dạ, thơm hả? Dạ, thơm. Do thơm hả? Đó. Rồi đừng quên ủng hộ sản phẩm của Tấm Sang nha cả nhà. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm được chiết xuất bằng thảo mộc 100% bằng thảo mộc, để lại cho chúng ta cảm giác mái tóc ha, mượt mà, ống ả, im dịu. Và bên cạnh đó thì giúp cho chúng ta có được cái mái tóc quyến rũ, tăng thêm cái độ quyến rũ, tự tin hơn ở những nơi đám đông. Đồng ý không mấy chị em phụ nữ, kể cả phái nam luôn. Đó, thì nãy giờ cả nhà đã xem được hết những cái quy trình mà chiết xuất về dầu gội thảo mộc 8 mét của Sang. Thì Sang cũng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khách hàng của Sang đã tin tưởng xài sử dụng trong suốt một thời gian qua. Thì chúc sức khỏe đến tất cả mọi gia đình Việt của chúng ta, tràn đầy sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn và đừng quên nhắc điện thoại lên liên hệ về chúng tôi để sở hữu bộ ba sản phẩm dầu gội thảo mộc 8 mét, gội ủ sạch nha cả nhà. Đó, nó bự quá cầm hết. Chào, gặp lại nha. Ấy chà chà, bữa nay nó đã có hàng trở lại rồi, những cái dòng sản phẩm mà quý vị khách hàng thân thương của Sang luôn mong đợi, và cuối cùng nó cũng đã có về hàng lại, nguyên liệu đã có rồi. Trên tay Sang đang cầm bộ ba sản phẩm dầu gội thảo mộc 8 mét. Để hiểu thêm về cái bộ ba dầu gội 8 mét này, dầu gội tổng 1 8 mét này, cả nhà nên nhớ, những quý vị khách hàng xài cũ hồi nào giờ là không biết rồi, những khách hàng mới thì chưa biết đúng không? Nó đem được cái gì? Thứ nhất, tóc khỏe nè, đó, tóc đen nè, tóc mượt nè, đó, không bị gào nè, hạn chế gãy rụng nè, à, rồi hỗ trợ mọc tóc nè, giúp cho làn tóc ống ả nè, quyến rũ nè, đàn ông đàn bà xài được hết luôn nha, kể cả 50 cũng chơi luôn. Đó, rồi bên trong của nó có được cái gì? Đây cả nhà. Tiên.
Với những cái phần hồi nãy giờ quý vị có nghe qua những cái công dụng và thành phần thảo dược của nó để được chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên để giúp ích cho chúng ta có được cái mái tóc khỏe chắc, thì cả nhà cũng nên nhớ nè, với cái bộ ba combo này giá nè tên rồi, một chai dầu gội nè giá lẻ là tên rồi, một chai bơ nè giá lẻ là tên rồi, một chai xịt bưởi nè tên. Đừng quên cả bà con cô bác nhanh tay lẹ chân bấm vô cái giỏ hàng hoặc cái đường link ở bên dưới để mà sở hữu bộ ba sản phẩm này, giúp cho chúng ta có được cái mái tóc ống ả mượt mà chắc khỏe và tự tin hơn ở những cái đám đông. Và đặc biệt nếu mà đi đám đông nhớ vũ tắm lụa đạn thôi, tắm lụa đạn tăng thêm cái vẻ đẹp của quý chị em phụ nữ cũng như là đứng ngoài gầu, bảo đảm ô sà kê luôn nha cả nhà. Đừng quên ủng hộ Tắm Sang nha. Cảm ơn tất cả các tình yêu của Sang. Bye bye.